Wow, ui ơi, cao ghê. Không, em vừa tắt cam luôn. Thôi, em cứ tưởng là trên này không có giao thông. Quá chứ. Nó bắt em lại xong rồi họ kêu là đi du lịch à. Đi du lịch thì đi đi. Ôi. Họ bảo là đi du lịch hả? Em kêu là đúng rồi, xong rồi anh kêu cứ đi đi, đi du lịch thì đi đi. Bỏ thế lúc đấy anh dừng lại là anh quên mang đăng ký, mang bằng lái xe à? Dạ. Đăng ký thì lấy ấy hết đây rồi, quên mang bằng. Đây có mấy bé đang chơi à, anh em. Em biết cái này cái gì không? Dạ không. Cái cù đấy. Cái bản đúng không? Không, mày cứ đứng ở chỗ quay. Mấy bé đang chơi cái trò này. Trò này thì mình không thấy. Mới thấy lần đầu cái trò này luôn mọi người. Chậm thôi để chúng quay. Ôi, chính xác thế. Trời, chính xác à. Chọi nhau đây. Không có chuyến đâu là theo một đứa. Anh cũng định chạy thôi, chắc chắn cũng định chạy thật. Thế nhưng mà bọn công an đây nói đi đi. Đây thị trắng mèo. Tiếng Anh nói tiếng phổ thông hiểu chưa? Thị trắng mèo quạt à. Dạ. Đây là cái thị trấn mèo quạt nha mọi người. Dạ. Thị trắng này cũng to ấy, anh em, không có nhỏ đâu nha. Nhìn ở trên cao, nhìn xuống thấy nhỏ như vậy nhưng mà đi xuống là cao ấy, à to ấy. Đang ở thị trắng Mèo Vạc ở Hà Giang nha. Đấy,
thì lần đầu mình tới Mèo Vạc và cũng là Hà Giang. Ở phía Bắc này thì anh em đi du lịch đừng có uống bia uống rượu nha. Tại vì uống bia uống rượu ở đây công an bắt ghê lắm. Mình vừa mới bị công an thổi vô, nhưng mà cái khúc đó mình vừa tắt camera mình không có quay cho mọi người xem được. Là mình vừa tắt camera mấy ảnh thổi vào, xong rồi vừa dừng thôi thì anh hỏi là khách du lịch hả? Khách du lịch thì đi đi. Ok thì mình cảm ơn mình đi. Chứ nếu mà kiểm tra nồng độ cồn thì cũng bình thường, không sao mà mình không có uống rượu bia nha mọi người. Tuyệt vời luôn mọi người ơi. Đây là những cái ngôi nhà ở Hà Giang đều làm những cái cổng như thế này rất là đẹp luôn. Đó. Hai bên luôn nè anh em. Bên này cũng có. Là làm theo những cái cổng giống như nhau hết, không khác gì hết. Ồ. Đẹp ta. Ồ, tuyệt vời luôn. Hà Giang. Ok mọi người, thì mình bây giờ sẽ vô một cái thị trấn thu nhỏ ở Mèo Vạc. Ui, thường có mấy cây này đẹp lắm. Sao bây giờ mấy cây này lá rụng quá hết rồi. Ok, một cây hoa, cây bông rất là đẹp ha. Giờ mình sẽ đi đi dạo một vòng vào cái làng làng Hơ Mông của Mèo Vạc Hà Giang. Thì mình đã đến Hà Giang, là một cái cột mốc rất là tuyệt vời. Thấy nhiều người du lịch đi vô rất là nhiều. Làng dân tộc của Mèo Vạc Hơ Mông tuyệt vời. Amazing Mèo Vạc tuyệt vời anh em ạ. What's up? Trong này là đều có hầm thay. Nhưng mà mình sẽ qua đồng quanh.
ta nói nó tuyệt vời quá mọi người ơi. Đây là con đường đi qua Đồng Văn nhưng mà cũng đi ngang sông Nho Quế gì ấy. Ôi mình không dám nhìn, mình sợ độ cao á mọi người ơi. Tim mình đang đập thình thịch. Rồi giận nhau rồi ca. Wow. Wow. Ta nói là chỉ biết wow thôi anh em, nó đẹp quá luôn ấy. Giống như còn đẹp hơn trong phim ấy. Tuyệt vời luôn, đẹp hơn trong phim. Wow, ui ơi, cao ê, quá trời cao luôn. Rồi mấy bé này theo mẹ đi làm nương nè. Wow. Tuyệt vời, ta nói là không có cảm xúc gì mà để diễn tả nữa mọi người ơi. Việt Nam rất là hùng vĩ, tuyệt đẹp. Wow, mình bị yếu tim anh em. Mình sợ độ cao lắm, nhìn độ cao mình bị chóng ngợp ấy. Cho nên chỉ dám chạy sát sát đây thôi. Mấy người này phục thủ à, đau tim thế. Đây vẫn có xe hơi đi đủ đường. Ui, mình bị chóng mặt quá anh em ơi. Đây là, ngay đây là có một quán cà phê, coffee. Đi để mình nhìn cái sông Nho Quế xem nào. Đẹp thế, sông Nho Quế. Đấy, đây là sông Nho Quế. Tuyệt vời. Sông nhìn thấy đẹp ghê không anh em? Quá trời đẹp luôn ấy. Đây là gọi là sông Nho Quế. Có một bên là China, một bên là Việt Nam ấy. Cứ làm anh. À, đây là cái sông Nho Quế à? Là một bên là China, một bên Việt Nam à? Giờ cô lập à? Wow. Oh, anh em có thấy tuyệt vời không? Sông Nho Quế phía dưới. Đây là Hà Giang Mèo Vạc. Mình đang di chuyển về hướng Đồng Văn nha. Đây là trạm thông tin Mèo Vạc. Ui, tuyệt vời. Đây là những bản người dân bản làng ở Mèo Vạc. Ôi gió lạnh. Trái tim đá. Thôn Mã Bí Làng. Đây là Mã Bí Làng. Ui, cao thế. Khiếp thế. Phải đi dạy số cao cao. Tuyệt vời anh em.
Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Go, 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 go. Ôi ghê quá. Ghê quá, mình không có dám nhìn phía dưới. Quá ghê. Ôi xe to nữa chứ. Ta nói nó hùng vĩ, nó tuyệt vời quá mọi người à. Hello mọi người, thì mình đã tìm được cái chỗ Đồng Văn rồi, mình tới Đồng Văn rồi, mình giữ xe. Có giữ xe máy không anh? Dạ. Để mình gỡ đồ ra, mình giữ xe. Giữ xe anh luôn đi. Xe như là cục sần luôn ha anh em, nó bắn đi khỏi luôn, quá trời bắn này. Ok anh em, giờ mình giữ xe cho sạch sẽ. Đấy, xe mình anh em nó như cục sần nữa. Mình hôm bữa mình chạy tới Vĩnh Phúc là mình nhà đứa em Thịnh của mình đó, rồi đó rửa một lần rồi. Rồi bây giờ đi thêm tới Hà Giang rồi, xe không nhận ra xe nữa. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's my